Hello mọi người nha. Thì hôm nay mình có trận banh ở sân Liverpool. Sân này nằm trên đường Lê Văn Quế. Mình nghe nói là cái sân này rộng lắm. Sân này là có thể là năm đá một chụp được luôn, sân rộng lắm. Thì lâu rồi mình không có đá sân này. Hôm nay mình đá lại để xem coi như thế nào. Mình mới xong việc, giờ cũng gần 6 giờ rồi. Giờ tranh thủ chạy lên. Đường giờ ở chợ nó kẹt xe dữ lắm. Mình tranh thủ chạy lên. Sân nó nằm bên tay phải mà bây giờ mình không nhớ hẻm là hẻm nào. Sân Liverpool, sân Liverpool. Bên phải không? Mình không đá, mình không có nhớ cái đường vô. Hình như đúng rồi. Anh nhìn, ôi sân đẹp quá. Đây là lại cỏ đẹp quá. Tôi lên sân nè, thấy ai đâu Thành? Tôi lên tới giờ là bạn tôi mới làm sổ xong thì tôi chạy lên nè ơi. Rồi. Đợi tôi xíu nha. Không có ai, không có anh Công, không có ai đó. Để tôi gọi anh cho. Rồi, lên tới. Dạ. Có leo lấy leo được anh. Sân này rộng anh. Sân này năm đá. Rộng ghê á. Giờ làm lại đẹp quá. Rồi trước lên đá cát không à. Bắn không?
Sân này đá đã thì các bạn. Cái này đi đủ người là đã sướng luôn á. Có người chứ. Đá gì đâu lên mấy mạng à. Đúng thiệt. Hoặc là có anh gì bên kia đá cũng có qua có lại nó cũng khùng khỏe. Mấy ngày cuối năm này tranh thủ đá banh các bạn ơi.
để đặng Tết là phải nghỉ tới đầu hả 7-8 ngày luôn. Lúc đó ngứa giò anh chịu không nổi. Nhưng mà đá thì anh em nhớ là kỹ tay kỹ chân nha, đừng có hạn chế va chạm, đừng có ham banh quá mà va chạm mình đâu có biết là đối phương người ta như thế nào đâu, phải không? Bản tính người ta, tính chất người ta như thế nào đâu. Giống như ở đây là mình cái đó là mình ham banh đi, mình không có cố tình. Nhưng mà người ta nghĩ là người ta lại nghĩ khác, người ta lại nghĩ mình cố tình, bắt đầu người ta sẽ kiếm cái người ta gài mình lại, không? Từ đó sẽ xảy ra là va chạm trên sân. Cái đó cũng nên. Cái nào mà banh nào 5 năm á, nếu mà mấy bạn cảm thấy mấy bạn lỗ á, bỏ cho đối phương họ lấy. Đừng có cố lấy quá làm gì để va chạm, tại vì đá này á mục đích chủ yếu xuống sân banh mở ra chỉ để anh em mình giao lưu kiếm mồ hôi thôi, chứ không phải đánh lộn. Đánh lộn là mấy bạn lên sàn boxing đồ á, không, sàn đấu đồ á mấy bạn đánh lộn. Đó thì là vậy. Thì thôi. Clip video của mình tới đây thôi. Cảm ơn mấy bạn luôn quan tâm đồng hành và luôn theo dõi video của mình. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe ha. Tạm biệt mấy bạn. Hẹn gặp lại mấy bạn trong những video lần sau.